Trước liệu trình, chị Ngọc Hương nặng 62kg, vòng eo 86cm. Do sinh bé thứ hai nên bị tăng cân chóng mặt. Biết đến tập đoàn giảm béo Đông Bang nhờ cô bạn thân đã từng đến đây giảm mỡ thành công giới thiệu. Thấy người thật việc thật nên chị rất an tâm lựa chọn Đông Bang. Chị Hương thực hiện liệu pháp hủy mỡ Đông Bang Fat Loss Booster, tác động thủy châm Martin Duo vào vùng bụng, giúp bẻ gãy liên kết mỡ cứng đầu. Sau đó, mỡ sẽ đào thải qua hệ bài tiết. Chị được cấy dị huyệt đạo ở vùng lưng, đầu để cải thiện chứng rối loạn lo âu. Sau đó sẽ được nằm máy tạo nhiệt U Supersonic Ultrasound kích thích huyệt đạo, tăng cường hoạt động của tinh chất hủy mỡ. Hôm nay mới có 1/3 liệu trình thôi mà chị giảm được 5kg rồi. Vùng bụng của chị giảm tầm 7cm. Thấy cái hõm bụng của chị không? Có cái hõm bụng luôn. Thì chị nghĩ là chắc là khoảng tầm mà chưa hết một liệu trình đâu. Là chị giảm cái tầm 10kg là hơn cái sự mong đợi của chị luôn á. Lúc trước mà chị chưa bắt đầu làm là chị 62kg. Sau đó chị giảm lên còn 50kg đó em. 50. Hồi xưa chị xấu không biết cái đó, mặc đồ lộm thộm xấu xí á. Còn bây giờ mình tự tin diện những bộ đồ trang phục ôm bó sát như nè. Nhiều khi chị mặc những bộ đồ còn khoe eo nữa đó. Hồi đó hả, chị mập cái mặt của chị như cái mâm vậy nè. Chị hay xả tóc á. Còn bây giờ hả thì chị kiểu tóc nào? Kiểu tóc yêu thích nhất của chị bới tóc gì nè. U40 sở hữu vóc dáng như gái 20 là vóc dáng của bao người mơ ước. Chị Hương cuộc sống vẹn toàn, có chồng thương yêu, sở hữu body xuất chúng. Chị em nào muốn đổi dáng sau sinh khiến chồng mê mẩn, để lại số điện thoại tại clip để nhận giảm giá 50% và được thăm khám một từ các chuyên gia.